Vâng, vậy tỷ số là 1-2. Vâng, vậy là gì? Bài hit rất đẹp thôi, nhưng mà anh em cũng may là Tễ cũng chơi đây chém hay. Vâng, vậy là chúng ta có tỷ số là 1-2 thôi. Ta chuẩn bị đánh với trận tiếp theo thôi. Bài hit vừa rồi là mắc binh đến từ tí nhưng mà bị cũng mất mất rất nhiều tay thôi. Vâng, chúng ta tiếp theo là vâng IA đến từ quýt rồi. Vâng IA Greg. Vâng tưởng phô cơ. Vâng AC hit. Vâng vậy là AC hit đến từ tí và Xuân Thứ. Tí cơ Messi. Xuân Thứ hit. Bên mình là quýt cầm IA và Greg đến từ Teo. Vâng quần sẽ khó đánh hơn một chút khi bên mình hai đơn vị chém. Vâng đây là màn hình quýt cầm IA. Vâng Tễu thì cầm Greg. Cầm quýt đi. Vâng hơi nhiều Greg một chút. Vâng đây là màn hình IA quýt. Bảo vệ đã mắc binh rồi. Kia là AC của tí và Xuân Thức cầm hit. Không biết là bên bạn anh vượt bài mắc binh rồi. 4 voi hiểu một quả. Bên mình sẽ khó hơn chơi một chút khi bên mình là hai đơn vị chém. Bên kia hai đơn vị cung. Vâng ăn bãi quả bài hai quả anh tôi quýt. Vâng bài hai quả phụ ba voi bài đã không còn gì nói rồi. Bài mắc bình thì tôi quyết ở tễu đây đang có con voi bài cũng đã đồ cũng đã hòm hòm rồi khi bên kia chúng ta không biết như nào. Tôi nghĩ là Thứ sẽ đánh chém để cho tí đến cùng. Chúng ta sẽ bài quýt đi thì bài là mắc binh.
Bằng BL rồi. Một thuật kích 9. Vòng bảo vệ là kích 9 hết rồi. Vòng phải là một kích. Anh có thể chỉnh âm lượng lên anh nhá. Không phải là tiếng tiếng game bị á đâu. Em chỉnh nó mắc binh rồi đấy. Vòng 26 trên 28. Vâng, vẫn còn ăn thêm 7 heal đẩy VS nữa, công giáp đầy đủ. Một con dân tắc vàng nhá. Và ăn hai quả phụ ba voi vào đây đây đây. Gặp nhà Xuân Thứ luôn. Nhìn sơ đã thấy ba sắc voi rồi. Ba cái ruộng hình đầy đầy bài đánh cung rồi. Vậy là Xuân Thứ đánh cung là AC sẽ đánh chém. Hai lò. Chưa thấy chéo, vẫn chưa thấy game thủ tí đi đâu cả. Vâng, đánh 3 lò đến từ game thủ quyết. Quyết định ăn thua đủ tên này luôn. Vâng, chéo rồi, chéo rồi. Thấy con giò đi sang bên kia rồi. Vâng, 3 lò bánh xe. Một bài trong truyền thuyết anh ạ. Ăn 2 quả. Ăn thêm 2 bầy hiêu nữa. Tạm thời xe là rất khỏe đây. Vâng, bây giờ mới thấy chéo đến từ game thủ tí. Vâng, 29 nhân 32 và ba thấy ba còn chém én luôn. Vâng, dân IA thì gần như là cũng gần như là dân đánh xe thôi. Vâng, đây là ba con chém, năm con chém. Đến từ game thủ quyết đi vào nhà của Xuân Thứ. Nếu mà nhà Xuân Thứ luộn đầu tiên, vâng, vẫn chưa có bánh xe và tên này sẽ tên quyết định. Vâng, có bánh xe rồi. Con tê bên trong. Vâng, nhà Thứ cũng đã bò xong nhà. Vâng, 5 con chém đi vào. Vâng, trận này chắc là chỉ ăn xong mới sửa nhà thôi. Ồ, vâng, rất khéo. Vâng, đây rồi, chỉ ăn xong mới sửa nhà thôi. Đi chân nực đến từ quyết. Ờ, bãi ban bãi hiệu bên trên nhá. Vâng, vậy là Xuân Tứ cũng đỡ được tơ này. Vâng, rất nhiều hiêu. Vâng, quay lại rồi. Lưng đầu vàng. Ăn tiếp hiêu. Vâng, rất nhiều đồn hoang. Đây có hai con lạc đà cộng một con giò ở đây. Vâng, vậy là game thủ Xuân Tứ sẽ vẫn giữ được nhà trong thời điểm ban đầu. 33 trên 36. Ta ruộng nào. Vâng, vẫn đang lình nhình, vẫn đang lình nhình. Vẫn đang lình nhình một tên để có thể lọt vào nhà Xuân Thứ tên này. Vâng, đang có 10 con chém IA đây. Ố. Ủa, tưởng lọt cơ. Vâng, Xuân Thứ bò nhà rồi. Vâng, nếu không có giận, vâng, dần dà cực lực quá. Quyết tâm đi thôi. Đây là cung hit. Vâng, vậy là Xuân Thứ vẫn chưa mất gì nhiều. Khi một tình huống là ra và sửa nhà rất là hợp lý. Vâng, màn hình tiếp với sao. Vâng, thằng này vẫn đang 27 và đang có tròn ruộng. Gặp những con lạc đà là tương đối khác. Vâng, phải đánh một thế trận mà đang rơi vào thế cân thì hit vẫn đang giữ nhà cho mình. Tám trên 36. Ba mốt trên 36 rồi. Vâng, đây là game thủ tí. Vâng, Xuân Thứ để quân luôn rồi. Vâng, kết hợp luôn với cả quân thủ tí lấy nhà game thủ tễu. Vâng, lạc đà quá khắc.
Rồi không có đơn vị nào có thể kháng được những đơn vị đặc đà cả. Vâng, quýt đây. Vâng, vậy là khoai rồi. Khi không làm gì được hết cả. Bài rất